Xin chào các anh chị, rất vui được gặp lại các anh chị trên khung giờ quen thuộc 20 giờ thứ ba và thứ bảy hàng tuần trên kênh Trần Minh Kiên Official, nơi mà anh chị có thể cập nhật được những video về nhà đẹp Đồng Nai, đất nền Đồng Nai cũng như là nguồn bất động sản. Và hôm nay thì Kiên đang có mặt ở phường Trảng Dài. Hôm nay Kiên sẽ giới thiệu đến cho anh chị một căn nhà một trệt một lầu tại khu vực này. Bây giờ để xem căn nhà Kiên giới thiệu ra sao, chúng ta hãy cùng nhau đến phường Trảng Dài để review anh chị nha. Xin mời. Và hiện tại thì Kiên đang đứng trước cái căn nhà mà hôm nay Kiên sẽ review giới thiệu đến cho các anh chị. Căn nhà chúng ta thì tọa lạc và mặt tiền của một con đường bê tông rộng đâu đó khoảng 5 mét, ô tô đi sẽ rất là thông thoáng anh chị nha. Về căn nhà chúng ta thì mặt ngoài đã được trang bị một cái bộ cổng cửa cũng rất là đẹp, rất là ok, được mái ngói nè, khung cửa sắt rất là an ninh luôn anh chị nha. Cái màu cũng như thường lệ là cái màu xi măng rất là đẹp luôn. Rồi, Kiên mời anh chị vào trong chúng ta review cái phần sân trước nhà nha. Cái phần sân trước nhà chúng ta khá là rộng á anh chị. Chiều dài nó khoảng 4,5 m, chiều ngang 5 m. Một cái phần sân chúng ta có thể đổ được ô tô nè, cũng như vài chậu kiểng anh chị cũng thấy ha. Về khoảng sân chúng ta thì không có được lợp bằng mái tôn, tuy nhiên là chúng ta có một cái mái che, mái hiên bằng bạc anh chị ha. Có thể vừa kéo qua lấy ánh sáng, lấy gió và mưa, chúng ta có thể kéo lại, nó rất là tiện nghi anh chị ha. Và trước cái khu vực để chúng ta vào phòng khách thì nó có một cái ban công phía này. Nơi này thì chúng ta đặt một vài cái chậu kiển, nơi này cũng có chừa cái ô, chúng ta có thể vẽ tranh hoặc là trang trí anh chị ha. Rồi, chúng ta cùng vào phòng khách nè. Phòng khách chúng ta là cũng cực kỳ rộng luôn á anh chị, rất là đẹp. Phòng khách của chúng ta nếp bên trái thì đã được gia chủ trang bị một cái bộ salon rất là xịn sò. Phía bên này là khu vực giải trí, bao gồm có một cái kệ tivi. Bên trái là một cái ô cũng rất là rộng để chúng ta có được một cái tấm tranh mã đáo thành công anh chị ha, rất là tuyệt vời. Trần thì đèn chùm khá là đẹp. Nhà chúng ta thì có một cái bộ cửa sắt trắng, cộng với kính cường lực rất là đẹp anh chị ha, rất là chắc chắn. Bên nép phải của căn nhà, một cái khu vực để giải trí cũng như là phong thủy, thì đây là một cái chậu bể cá để chúng ta nuôi cá kiển nè. Khu vực này là tấp bi điện để điều khiển đèn quạt anh chị ha. Cũng như bên trái thì bên phải cũng có chừa những cái ô để chúng ta trang bị những cái tấm tranh, chúng ta treo những cái tấm tranh giúp cho cái phòng khách chúng ta trở nên năng động và tươi mát hơn. Và trước cái khu vực cầu thang, đó là một cái vách ngăn được trang bị những cái lam gỗ rất là đẹp anh chị. Vừa phong thủy mà cũng vừa là những cái bậc để chúng ta có thể đặt những cái đồ trang trí, để mà ngăn cách giữa cái cầu và thang và cái phòng khách anh chị ha. Đó là không gian của tầng trệt cũng như là không gian của phòng khách. Bây giờ chúng ta hãy cùng vào trong để review chi tiết phòng bếp, phòng ngủ và phòng vệ sinh ở phía sau anh chị nha. Thì phòng bếp chúng ta được xây dựng nếp bên trái của căn nhà, xây dựng hình L. Nơi này gia chủ đã trang bị một cái bàn ăn anh chị nha, tận dụng cái không gian ở sát cái cầu thang thì chúng ta có một cái bàn ăn nơi này. Bên đây là khu vực bếp. Về bếp thì chúng ta đã được trang bị những cái tủ gỗ này anh chị, để chúng ta có thể đặt những cái đồ vật của mình ha. Còn đây là mặt bếp âm, được trang bị đá hoa cương đen anh chị nha, rất là sang trọng, rất là sạch. Bên này, bên này đó là chậu rửa cũng như là khu vực để chén bát. Một khoảng trống này thì chúng ta đặt tủ lạnh.
và nép bên phải của phòng bếp, một căn nhà rất là năng động, thì chúng ta lại tiếp tục được trang bị một cái ô để treo tranh, hoặc là chúng ta có những tấm tranh rất là đẹp anh chị ha, làng quê rất là tươi mát. Và tiếp theo đó là không gian của phòng ngủ và phòng vệ sinh ở phía sau, thì mời anh chị cùng xem chi tiết nè. Phòng ngủ chúng ta thì cũng rất là đẹp khi có những cái bộ cửa giả gỗ rất là đẹp anh chị nha. Phòng ngủ chúng ta thì cũng tương đối vừa vặn để chúng ta sử dụng, thì có trang bị máy lạnh nè, bên này là giường đấy, cả có quạt nữa, mời anh chị cùng xem chi tiết nha. Và sau cùng căn nhà đó là phòng vệ sinh, khu vực giặt phơi cũng như là giếng trời. Bây giờ kim mời anh chị cùng xem chi tiết nha. Xin mời anh chị, đây là khu vực để máy giặt giặt phơi anh chị nha, cũng như là chậu rửa. Và bên trái đây là khu vực của phòng vệ sinh. Và đó là tất cả những gì không gian của tầng trệt, một căn nhà diện tích rộng rất là đẹp anh chị ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên trên tầng lầu, thì cũng như thường lệ thôi, thì Kiên sẽ nói sơ về khu vực cầu thang để chúng ta lên tầng lầu. Thì cầu thang chúng ta anh chị thấy nè, được trang bị một cái tay nắm gỗ, này là gỗ đỏ anh chị nha, rất là chắc chắn, rất là sang luôn, anh chị thấy không, rất là to. Về cầu thang thì bậc cầu thang được ốp đá hoa cương đen và trắng nè, cái không gian cầu thang nó cũng rất là sang trọng, rất là sáng. Bây giờ chúng ta cùng nhau lên tầng lầu nha. Và hiện tại thì Kiên đang có mặt trên tầng lầu của căn nhà. Tầng lầu chúng ta thì có một cái ban công nhỏ phía trước nè, cũng để được một vài chậu cây. Nơi này chúng ta cũng có thể ngắm view những cái ngôi nhà xung quanh trên cao, để mà có thể không gian giảm stress cũng như là giải trí anh chị ha. Bên trong là một phòng thờ, tiếp theo là ba phòng ngủ và một phòng vệ sinh ở phía sau. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi chi tiết anh chị nha, xin mời. Như anh chị cũng thấy thì phòng thờ chúng ta đã được gia chủ trang bị một cái bàn thờ rất là đẹp, cũng bằng gỗ đỏ đúng không anh chị nha, rất là sang trọng, rất là tuyệt vời. Đó là không gian của phòng thờ. Bây giờ chúng ta cùng nhau vào phòng ngủ nha. Đây là phòng ngủ thứ nhất trên tầng lầu. Phòng ngủ chúng ta thì cũng được trang bị giống như phòng ngủ ở tầng trệt anh chị nha, cửa giả gỗ rất là đẹp, nhìn cũng sang trọng lắm. Bên này phòng ngủ chúng ta thì có được một cái cửa sổ để chúng ta lấy được gió trời anh chị nha, rất là tươi mát luôn nè. Nơi này cũng có đi âm ống đồng để chúng ta gắn máy lạnh, có quạt hút gió Senco giúp cho cái phòng của chúng ta được thông thoáng hơn, được thoải mái hơn. Bây giờ chúng ta tiếp tục qua phòng ngủ thứ hai. Với cái diện tích là ngang 5m, chiều dài là 23, căn nhà chúng ta sở hữu một cái diện tích tuyệt vời để mà xây dựng nhà, giúp cho không gian nhà rất thông thoáng anh chị. Đường luồn cũng rất là rộng rãi. Đấy. Bây giờ chúng ta cùng nhau vào phòng ngủ thứ hai trên tầng lầu nha. Về kết cấu phòng ngủ thứ hai thì nó cũng giống với phòng ngủ thứ nhất trên tầng lầu. Nó cũng được trang bị cửa giả gỗ, máy quạt hút gió, một cái cửa sổ bên hông anh chị nha, một cái cửa sổ nè. Rồi cũng như là đường ống đồng đã đi âm sẵn trên tường để chúng ta có thể gắn máy lạnh nè. Và tiếp theo là phòng ngủ thứ ba trên tầng lầu. Về bố cục thì phòng ngủ thứ ba nó cũng rất là giống với hai phòng ngủ kia, cũng đầy đủ những cái thông tin mà Kiên vừa chia sẻ, như là máy lạnh, cửa sổ, quạt hút gió, quạt treo tường, cũng như là hệ thống đèn anh chị ha. Và sau cùng trên tầng lầu đó là khu vực giếng trời cũng như là nhà vệ sinh, chúng ta cùng review anh chị nha. Đây là khu vực giếng trời, lấy ánh sáng là gió cho căn nhà anh chị ha, rất là mát mẻ. Thì nơi này để đặt chậu rửa mặt,
rất là tươi mát, rất là thoải mái. Đây là ống ghen anh chị nha, ống ghen để đi đường ống nước nè anh chị, sẽ nằm trong này. Và đây là khu vực của phòng vệ sinh, khi mời anh chị cùng xem chi tiết. Và như vậy là hôm nay một trong những cái video về nhà đẹp Đồng Nai thì Kiên đã giới thiệu đến cho anh chị một cái căn nhà một trệt một lầu tại khu phố 4 của phường Trảng Dài, gần ngã tư Quang Thắng anh chị nha. Căn nhà chúng ta có một cái diện tích rất là rộng, đó là ngang 5, chiều dài là 23, một diện tích rất phù hợp để xây dựng nhà. Căn nhà chúng ta là có sổ riêng anh chị nha. Với công năng sử dụng như sau, về tầng trệt thì bao gồm một cái sân ô tô phía trước, bên trong là phòng khách, phía sau là một phòng bếp, một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Trên tầng lầu thì bên ngoài là một ban công, bên trong là một phòng thờ, ba phòng ngủ, một phòng vệ sinh và một cái giếng trời. Về giá căn nhà thì cũng rất là hợp lý, tuy nhiên Kiên sẽ để trong phần mô tả video, anh chị cùng xem và cập nhật ở bên dưới. Nếu anh chị xem ở đây thấy video hữu ích, xin hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng xem cũng như biết đến cái mẫu nhà phố này. Nếu anh chị thấy sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình thì hãy nhanh tay liên hệ với Kiên qua số hotline. Kiên sẽ dẫn anh chị đến xem trực tiếp cũng như là giao dịch sản phẩm. Anh chị đừng quên bấm nút đăng ký kênh và bấm tín hiệu chuông để mà chúng ta nhận được những video mới nhất về nhà đẹp Đồng Nai. Và hôm nay thì Kiên xin dừng cái video tại đây. Rất cảm ơn anh chị đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.